Vâng, xin chào toàn thể các bác nhá. Ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng review cho bác và anh em một cái dòng mic chất lượng mà lại giá cực kỳ hấp dẫn, 1.400.000 bao ship các bác nhá. Thì đây là một cái dòng mic SM868. Nó thuộc họ hàng của nhà JDK. Lại để cho bác và anh em giá ưu đãi 1.400.000 bao ship. Thì trên đây em cũng giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng dòng mic này luôn cho bác và anh em. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về mic. Mic này nó là một cái dòng mic chuyên nghiệp, nó cho chất âm rất hay. Đây là côn mic của nó các bác nhé. Thì côn mic này các bác và anh em hát thì nó cho một cái chất âm dày tiếng, đều ba dải, bát trung chép. Thì những cái dòng côn này nó sử dụng cho toàn bộ những cái dòng mic chất lượng như là mic dây, hàng xịn, nó cũng sử dụng côn này các bác nhé. Và những cái dòng mic bãi ấy, nó sử dụng côn này rất phổ thông này. Dòng này là dòng 6 số không tự ngắt. Đấy, bên trong lưỡi pin thì dòng này nó sử dụng pin con thỏ các bác nhé. Nó sử dụng pin con thỏ nên là các bác và anh em dùng pin sạc cũng được và pin con thỏ cũng được. Thì pin loại này dùng khoảng 2 tiếng rưỡi đến gần 3 tiếng một đôi pin. Nếu mà các bác và anh em dùng pin sạc thì nó sẽ lâu hơn. Đấy, tay mic của nó là tay màu gold, có chút bạc màu theo thời gian, có chút chảy xước này các bác nhé. Đấy, rất hợp lý, giá 1.400.000 cho bác và anh em làm kẹo kéo hay là làm sự kiện hát gia đình, rất ok. Lô này thì bên em có hơn chục bộ thôi. Và em sẽ giới thiệu cho bác và anh em về cái nội thất bên trong của chiếc đầu thu. Mặt trước thì của nó là hai màn hình cho hai tai mic. Tí em sẽ giới thiệu về cái tính năng đường trước của chiếc đầu thu này. Và bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác và anh em bên trong nội thất của nó. Nội thất của nó thì nó không khác gì nội thất của JDK các bác nhé. Nó cũng giống họ hàng của JDK đấy. Toàn bộ là sử dụng tụ nhôm và hai hộp sóng rất to. Nên nó cho chất âm rất ổn định dòng mic này các bác này. Ở đây mặt sau của nó thì nó sử dụng hai chiếc anten và có hai đường Canon để các bác và anh em chơi hai đường mic riêng biệt bằng Canon và có một đường 6 ly để các bác và anh em chơi chung hai đường mic và đường 6 ly này. Và nguồn điện của nó thì từ 12V đến 16V các bác nhé. Thì dòng này nó có tem, có mác và có mã vạch, có tem QC đầy đủ. Dòng này nó cũng có ở trên Google. Nếu mà các bác và anh em đánh cái tên mic SM868 này, cái tên sản phẩm website của nó thì nó sẽ ra giá cả của nó là hơn 5 triệu một bộ các bác nhé. Thì bộ mic như thế này bên em bán với giá tiền là 1.400.000 bao ship, rất thuật túi tiền cho bác và anh em. Đấy, bây giờ em sẽ quay lên chiếc đầu thu đang cắm ở trên dàn ghép với một con vang Neck Epic 800 Plus. Đấy, con vang này với có tiền là 1.700.000, có tiếng gì vật rất hay. Và em sẽ test tiếng mic cho bác và anh em nghe nhé. 2 4 5 6 7 1. Đấy, cái bộ mic 1.400.000 này nó cho lại một cái chất âm rất hay, tròn, tiếng không bị vỡ các bác nhé. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 lên. Thế thì em sẽ hướng dẫn cho các bác và anh em là cách lấy lại tần số sóng hay là thay đổi tần số sóng để khi mà các bác và anh em bị sai tần số hay là các bác và anh em đang dùng những chiếc mic này mà có sai thì các bác và anh em có thể là lấy lại các bác nhé. Thì đầu thu này nó sẽ có hai màn hình. Màn hình cho mic A và màn hình cho mic B. Và mỗi bên nó sẽ có một cái volume để cho bác và anh em tăng giảm âm lượng. Đấy. Thì các bác và anh em tăng giảm âm lượng thì dùng tua vít hai cạnh, các bác và anh em thò vào để tăng giảm âm lượng thôi nhá. Thì nó sẽ có ba cái nút để các bác và anh em tinh chỉnh thay đổi tần số sóng. Đấy, thay đổi tần số sóng. Và nút set đấy là nút OK. Tức là các bác và anh em muốn reset lại tần số các bác nhé, muốn reset lại tần số. Thì ở trên tay mic nó sẽ có một cái mắt thần IR đây này, mắt thần IR. Để khi mà các bác và anh em set tần số nhanh nhất thì các bác và anh em chỉ cần ấn vào chỗ set này, tức là OK. Đấy, khi mà cái IR nó tĩa sang hai bên như thế này thì các bác và anh em được phép giơ cái mắt thần tay mic vào chỗ mắt thần trên đầu thu này. Đấy, để nó tìm cho bác và anh em tay mic. Khi tìm được tay mic thì nó sẽ báo một cái cột số sóng như này là các bác và anh em biết là đầu thu với tay mic đã nhận với nhau.
một hai ba bốn năm sáu bảy lên, một hai ba bốn năm sáu bảy lên. Đấy, chẳng hạn cái kênh A này các bác và anh em nhìn cái số 77 này, đấy, 77 là tần số sóng này, đấy. Hoặc là các bác và anh em nhìn cái 6 số là 795000, đấy. Các bác và anh em không thích cái giải tần số này, các bác và anh em có thể là thay đổi nó đi, đấy. Thì trên tai mic nó cũng là 79500, đấy. Bây giờ các bác và anh em có thể là thay đổi nó đi, chẳng hạn thay đổi lên 68. Đấy, cho nó số nó đẹp này, 68. Rồi các bác và anh em ấn vào set. Ấn vào set. Đấy, rồi các bác và anh em dơ cái mắt thần của tai mic vào chỗ mắt thần đầu thu để nó tìm lại tần số cho các bác và anh em. Đấy, dòng này nó tìm tần số IR rất nhanh các bác nhé. Tìm rất nhanh đấy. 2, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lên. Đấy, tiếng của nó quá chuyên nghiệp luôn. Thì các bác và anh em bây giờ muốn chuyển đổi từ tai mic kênh nha sang kênh B của đầu thu thì các bác và anh em cũng ấn vào set của bên kênh B này, ấn vào set. Đấy, nhìn IR bắt đầu nó có hai cái mũi tên hai bên, các bác và anh em được dơ cái mắt thần tai mic vào chỗ mắt thần đầu thu. Đấy, thì nó sẽ đảo từ bên kênh A sang kênh B cho bác và anh em. Đấy, bây giờ tai mic này nó đã nhận sang kênh B các bác nhá. 2 1 2 3 4 5 6 4 7 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lên. Đấy, và chiếc vang này kết hợp với chiếc mic này trông hú cực kỳ tốt các bác này. Đấy, các bác và anh em thấy em chĩa hẳn đấy, nó với rú rít, các bác và anh em thấy trông hú rú rít rất tốt. Bộ mic này và con vang này kết hợp với nhau quá tuyệt vời luôn. 2, 4, 7, 1, 2, 4, 7, 1, 2. Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất căn, mà đời không ngại đào mấy con kênh, đắp hồ xây đập ta nuôi sông được ngọt, để đàn bướm nhỏ tắm mát quanh năm, ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Chất âm mic này quá tuyệt vời, với giá tiền là 1.400.000, bao ship rất đáng để các bác và anh em chơi gia đình các bác nhé, rất đáng luôn. Bác nào mà có nhu cầu về bộ mic SM868 nhấc máy lên gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của Hương Giang Audio 0979987696. Bên em chuyển hàng toàn quốc, các bác và anh em được nhận hàng, kiểm tra thử hàng trước khi thanh toán. Rồi em cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Thì kênh này là kênh hướng dẫn và review tất cả các sản phẩm bên em. Thì mong các bác và anh em hãy xem và đừng quên ấn đăng ký ủng hộ cho kênh ngày một phát triển hơn. Chào tạm biệt các bác.